Bác nào bị đau lưng thì áp dụng ngay cái cách này, hít đau lưng ngay. Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HTV3. Và thưa với lại quý cô bác anh chị thì video này xin được chia sẻ đến các bác một trong những cái cách chữa đau lưng. Các bác có thể thấy rằng người già, người cao tuổi là những người mà thường xuyên mắc phải triệu chứng đau lưng vì cái việc là chúng ta lão hóa, đúng không ạ? Khi mà người già, người cao tuổi tới rồi, cái xương của chúng ta ngày một oxy hóa nhiều đi, chúng ta sẽ bị cái việc là thái hóa, đúng không ạ? Và từ đó thì chúng ta bị đau lưng. Và thưa với các bác thì cái tình trạng đó là rất là khó tránh khỏi. Tuy nhiên để giúp cho các bác có được những cái cuộc sống đỡ bị đau đớn cũng như là đỡ bị đau mỏi ấy, thì tôi xin được mách đến các bác một trong những cái cách của dân gian cũng khá là đơn giản nhưng đem lại những cái hiệu quả cũng rất là cao, giúp các bác chữa ngay những triệu chứng đau lưng này. Và bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng theo dõi. Thưa với quý cô bác anh chị thì có những cái vấn đề bị đau lưng như sau. Thường thì những cái người mà lao động quá nặng ấy thì cũng sẽ dễ mắc phải đau lưng vì do cái việc là chúng ta làm việc quá sức. Thứ hai là những người không vận động, không mấy khi vận động ấy cũng dễ bị đau lưng vì chúng ta không chịu vận động, nó không khí huyết nó không lưu thông thì cái việc này cũng dẫn đến đau lưng. Và thưa với các bác, vậy thì chúng ta vận động như thế nào? Đó là chúng ta cần hãy vận động làm sao cho nó phù hợp, đừng quá sức cũng như là đừng không có vận động. Thì chúng ta cần phải vận động hàng ngày, thường xuyên tập thể dục, vặn xương cốt, có như là đứng lên ngồi xuống, làm sao cho cái xương cốt của chúng ta nó được hoạt động, thì như vậy thì nó mới hết đau lưng. Thì tôi xin được mách đến các bác một trong những cái bài tập chữa đau lưng ngay tại giường như sau. Nếu như những bác nào bị đau lưng nhá, các bác hãy áp dụng ngay này. Nếu mà ta bị đau lưng, bị gù ấy, thì mỗi một ngày hãy đặt một cái gối xuống dưới lưng của chúng ta ấy, và các bác nằm mỗi ngày ấy, chúng ta sẽ nằm khoảng tầm 5 tới 10 phút ban đầu, và lâu thì chúng ta sẽ nằm lên khoảng tầm 30 phút. Như vậy sẽ giúp cho các bác nào mà hay bị gù, bị đau lưng ấy, thì chúng ta nằm như vậy lâu ngày nó sẽ giúp cho các bác chữa cái triệu chứng này và giảm cái việc đau rất là hiệu quả. Đấy, rất là đơn giản thôi, là chỉ việc là đặt cái ghế gối ở dưới phần lưng và sau đó thì ta nằm lên. Đấy. Với những bác nào mà bị tiền đình ấy, thì nhớ là ta lại gối cái đầu lên tí, để cái vai xuống. Đấy, để cái vai xuống có nghĩa là để cho cái đầu chúng ta đỡ bị dốc quá. Đấy, thì cũng là sẽ rất là tốt đối với những người như thế các bác nha. Thứ hai là với những người mà hay bị đau mỏi, đau xuống dưới chân, thì các bác có thể áp dụng phương pháp như sau. Chúng ta giơ cái chân lên, các bác nằm ngửa, sau đó thì giơ dựng chân lên và giơ, cố gắng giơ, giữ càng lâu càng tốt. Giơ như vậy ấy, sẽ giúp cho chúng ta cái khí huyết ở chân ấy, nó được lưu thông, nó được dễ hơn. Và cái việc này cũng giúp cho các bác nào bị đau lưng ấy, là cũng giảm thiểu rất là hiệu quả. Các bác nhớ áp dụng nha. Và tiếp nữa là các bác nào mà bị đau phần thắt lưng thì các bác có thể là áp dụng như sau. Ta nằm sau đó co chân lên, lấy hai tay bám vào chân. Các bác nhớ nha, lấy hai tay bám vào chân và vặn bên này, chân sang bên này thì người sang bên này, chân sang bên này thì đầu sang bên này. Như vậy thì là cũng là cái cách để giúp cho chữa cái triệu chứng đau lưng này. Đây là một trong những cái bài tập của yoga cũng đem lại những cái hiệu quả rất cao đấy. Và ngoài ra thì nếu bác nào mà ở thành phố thì chúng ta có thể tham gia vào những cái hội nhóm yoga hoặc là đi tập yoga, thì sẽ giúp cho các bác giảm thiểu cái triệu chứng đau lưng và giảm thiểu cái sự lão hóa một cách nhanh chóng đấy, nó sẽ giảm đi. Thì như vậy cũng sẽ giúp cho các bác có cuộc sống nó được tốt hơn và chữa đỡ bị đau đớn nhiều hơn. Vâng, và thưa về các bác thì sang phần thứ hai, tôi xin được chia sẻ đến các bác một trong những cái cách chữa đau lưng từ người dân gian từ xưa các bác nhá. Đầu tiên đó là chúng ta hãy sử dụng cái cây gọi là cây xương rồng ông các bác nhá. Xương rồng ông là cái cây xương rồng mà như thế này, là cái cây xương rồng mà nó có nhiều cành các bác ạ, nhiều cành và có thành từng khía ở ba cạnh đấy. Thì các bác nhớ nhá, là lấy cây xương rồng này. Thì với cây xương rồng này, cái mủ của nó, cái nhựa của nó rất là độc. Bởi vậy mà mỗi lần chúng ta sử dụng cây này, ta cần phải lưu ý là khi ta làm hay là ta cần phải dóc cái gai của nó đi này. Nó có những cái đầu gai rất là nhỏ, chúng ta sẽ dóc cái gai đi và rửa sạch cái mủ này các bác nhá. Rửa sạch cái mủ này, đừng để mủ nó rơi vào mắt là nguy hiểm đấy với cái xương rồng này. Sau đó thì các bác hãy thái cái cây xương rồng này ra rồi băm nhuyễn, và chúng ta đem đi ta rang các bác ạ, rang lên, cho thêm muối vào, cho thêm một bát muối vào và ta rang. Ta lấy một đoạn khoảng tương đây là cây xương rồng, sau đó thì băm nhuyễn ra và lấy một bát muối rang.
rang cho thật nóng với muối, và lúc đấy thì ba cái hãy đổ ra một cái khăn, và chỗ đau ở chỗ nào ấy thì ta lấy cái khăn ấy, cái khăn mà có cái thứ này rồi ta bọc vào. Thì đầu tiên thì ta có thể là nếu đau lưng thì ta có thể giải ra ta nằm. Nhưng mà nếu ban đầu ta vừa giải nó bị bỏng ấy thì ta hãy có thể giải thêm một vài cái lớp lá để cho nó giảm bớt cái phần nhiệt đi, và dần sau đó thì ta mới bỏ cái lá ra hoặc là ta mới bỏ cái lớp vải ra, như vậy sẽ đỡ bị bỏng da. Các bác lưu ý là như vậy nhá. Thì hãy nằm ở trên cái hỗn hợp mà chúng ta vừa cho ra này, từ muối và với lại cây xương rồng này, và chúng ta sẽ nằm khoảng tầm từ 30 phút tới 1 tiếng mỗi ngày. Các bác hãy áp dụng 1-2 lần như vậy. Thì với những người nào bị đau lưng, đây là một trong những cách cũng có thể chữa được cho các bác nhé. Ngoài ra thì các bác có thể áp dụng những phương pháp như sau. Để chữa đau lưng thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái phương pháp là sử dụng cây đinh lăng này, ngâm rượu uống này. Tuy nhiên là các bác lưu ý là chúng ta hãy uống làm sao cho cái lượng rượu vừa phải thôi, chứ đừng có lạm dụng rượu. Mỗi một buổi tối ta chỉ uống có một ly nhỏ thôi thì không sao, nhưng nếu các bác cứ sử dụng với cái dung lượng lớn hơn ấy thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và thậm chí là sinh ra những cái thứ mà chúng ta không mong muốn. Vậy các bác lưu ý nhé. Các bác cũng có thể sử dụng cái cây đinh lăng để đun nước uống, cũng là một trong những cách giúp cho các bác chữa được cái triệu chứng đau lưng này. Vâng, và thưa với lại quý cô bác anh chị, trên đây là những cái cách rất là hiệu quả giúp cho các bác nào bị đau lưng ấy, thì các bác hãy áp dụng nhá. Và nếu các bác cảm thấy video hữu ích thì đừng quên hãy chia sẻ lại cho nhiều người được biết. Nhớ là giữ nút đăng ký và nút chuông vì tôi còn quay trở lại với các bác vì rất là nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.